Xin kính chào quý anh chị đang xem kênh báo phụ nữ và gia đình. Tôi tên Trần Anh Tú, hiện là hội viên tại trung tâm Sinuga. Hôm nay Tú cùng với đội ngũ hội viên trung tâm Sinuga xin chia sẻ với quý anh chị một bài tập yoga giúp tăng chiều cao ở trẻ. Ở bài tập này sẽ hỗ trợ một phần nào đó cho các anh chị đang gặp vấn đề nan giải ở các bé ở nhà. Ngoài việc ăn uống và uống sữa tăng chiều cao thì việc tập luyện thể dục thể thao cũng chiếm một phần rất quan trọng. Cụ thể, ở bộ môn yoga sẽ tác động trực tiếp vào hệ cơ xương khớp. Đó sẽ tối ưu trong việc phát triển chiều cao ở trẻ. Không chần chừ nữa, quý anh chị cùng với chúng tôi thực hiện bài tập yoga này nhé. Tư thế đầu tiên, chúng ta sẽ thực hiện nhóm gót vươn vai. Bây giờ, hai chân mở rộng bằng hông, hai tay từ từ đi lên, đan xen ngón tay lại và đặt sổ. Chậm rãi nhóm hai gót chân, vươn hai cánh tay cao lên. Hạ xuống thở. Hít. Thở. Hít. Kéo căng vươn cao thêm một chút nữa. Thở. Lên và giữ lại. 5 4 3 2 1. Hạ xuống thở. Tiếp tục chúng ta thực hiện bài nghiêng cuộc sống. Chậm rãi nghiêng phải thở. Nghi chấm thở. Hít. Thở. Các chị, các bé ta lưu ý trong tư thế nghiêng cuộc sống tập 4 mở rộng hai bàn tay ra đập và tư thế nghiêng quấn nghiêng chân hoặc phẳng, mắt hướng lên trên và tác động sâu cuộc sống của mình, căng nhóm cơ lưng phải trong thế nghiêng trái lên, nghiêng phải thở và giữ lại 5 4 3 2 1. Lên đổ về ghi cho thở 5 4 3 2 1. Lên tiếp theo hai tay dang ngang. Lúc này tay trái chúng ta sẽ co lại, đặt lên cổ vai phải, vặn phải thở, mắt nhìn người thân. Ở tư thế vặn người, quý anh chị cũng như các bé chúng ta lưu ý khi vặn người, hai mũi chân không xoay mũi chân ra, mũi chân vẫn cố định đứng thẳng về trước. Chúng ta sẽ tập trung vào vùng eo và chúng ta sẽ xoay. Lưu ý mắt lúc này sẽ nhìn theo mũi tay của mình. 3 2 1. Trở về giữa và đổ mình. Ngoài tác dụng như thế này, tác động vào chiều cao phát triển các bé,
thì nếu em bé ở nhà đang có cân nặng không tốt thì công pháp phạt người này cũng sẽ tác động một phần đó đến vòng hai của bé. Một trở về đường, hai tay hạ xuống trong cổ. Tư thế tiếp theo chúng ta sẽ thực hiện tư thế ngã sau và gập phía trước. Chậm rãi, từ từ đẩy mông về trước và người lên sau thích hợp. Lưu ý cổ chúng ta được thả lỏng cả về sau và cả về đầu. Lên lên. Gặp với người về chữ mở. Hi.
xin hỏi này. Quán các bé lùi thẳng gối ép cằm chừng để tác động vào chi dưới là những lớn. 3, 2, 1 Hà chân phải xuống tổ chừng để chừng dài này. 3, 2 Ngoài tác dụng cơ bản thì tư thế này cũng đưa xây mưu lưu ngón quần áo rất tốt. 1, 2 chân trái xuống, từ từ hạ ốc. Tư thế tiếp theo là hai chân cũng còn. Chúng ta sẽ thực hiện tư thế bánh xe. Hai tay lúc này đưa lên trong bằng bàn tay của mình, cái móng tay cũng về hai chân. Và các bé ta lưu ý lúc này trong bằng hai tay là chúng ta sẽ nhấc mông, lưng, vai cuối cùng ở đầu đây. Tốt thì thẳng từ đây, nhấc đầu cao, đẩy lồng ngực về trước. 5, 4, 3 Trong giai đoạn các bé chưa quen được vị tư thế này thì giai đoạn chúng ta nâng lên. Trong giai đoạn các bé nâng lên, ta sẽ lưu ý chúng ta sẽ nhấc mông, lưng, vai chút. Các bé tốt hơn nữa, từ từ hơi nâng phần vai của cái cổ lại để ngẩng đầu chạm sàn và ép hai cổ tay với nhau. Trường hợp các bé có một cơ thể tốt thì chúng ta có thể chống thẳng cổ tay và nhấc đầu lên và chậm rãi hạ xuống. Hạ đầu, hạ vai và hạ lưng, hạ mông xuống, giữ thẳng hai chân. Lúc này hai tay co lại giữ mạnh vào nhau để chạm cổ tay. Và sau đó xin mời các anh chị và các bé cùng các huấn luyện viên vào tư thế thư giãn. Xin chào quý anh chị, vừa rồi chúng ta vừa hoàn thành xong bài tập yoga giúp tăng chiều cao ở trẻ. Ở bài tập này sẽ hỗ trợ cho các bé phát triển được chiều cao tối ưu trong việc thực hiện các tư thế của bộ môn yoga tác động trực tiếp vào hệ cơ xương khớp. Nếu luyện tập bài yoga này thường xuyên, Tú nghĩ nó sẽ mang lại hiệu quả rất tốt. Hy vọng qua bài tập yoga hôm nay sẽ mang lại nhiều điều thú vị cho quý anh chị cùng với các bé. Cảm ơn sự quan tâm, kính chào và hẹn gặp lại.